Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, Nga rút quân, tên lửa vẫn xé ngang trời Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 40. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về diễn biến trên chiến trường, các lực lượng Nga từng cố gắng bao vây và đánh chiếm Kiev đang rút lui, theo các quan chức Ukraine và phương Tây. Thủ đô Ukraine được xem là một trong những mục tiêu chính của quân đội Nga ngay từ đầu cuộc chiến. Các lực lượng Nga cho đến nay đã cố gắng đánh chiếm thủ đô Ukraine bằng các cuộc không kích táo bạo vào sân bay Antonov ở Hostomel gần đó. Tuy nhiên, các chiến dịch đặc biệt và lực lượng thông thường của Ukraine đã phản công và ngăn chặn việc Nga nhanh chóng chiếm được Kiev. Việc không chiếm được Kiev trong 48 đến 72 giờ đầu tiên của cuộc chiến được cho là đã ngăn cản Nga tiếp tục kế hoạch lật đổ chính phủ Ukraine và phá vỡ về cơ bản cấu trúc kế hoạch ban đầu của họ. Trong ước tính hàng ngày về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang phản công trên tất cả các mặt trận, giành lại nhiều làng mạc bị mất từ tay lực lượng Nga đang rút lui. Cho đến nay, lực lượng Ukraine đã giành lại được hơn 30 ngôi làng. Các lực lượng Ukraine tiếp tục tiến lên trong khi Nga đang phải rút quân ở trong khu vực lân cận Kiev. Dọc theo trục Tây Bắc, các nỗ lực của lực lượng Ukraine tiến từ Irpin về phía Bucha và Hostomel đang diễn ra. Các lực lượng Nga được cho là đã rút khỏi sân bay Hostomel, điểm nóng chiến lược phải hứng chịu giao tranh dữ dội kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Dọc theo trục phía đông, Ukraine đã tái chiếm một số ngôi làng. Ở phía đông Ukraine, các lực lượng Ukraine đã đảm bảo một tuyến đường trọng yếu ở miền đông Kharkiv sau các cuộc giao tranh ác liệt. Điều này diễn ra sau việc giải phóng Chostianets trong vùng lân cận của Sumy vào tuần này, tình báo Anh đánh giá. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ bố trí lại lực lượng ở phía Bắc và Đông Ukraine để tập trung vào phía Đông và khu vực Donbass. Các quan chức quân đội Nga tuyên bố rằng việc tái tổ chức lực lượng là một phần trong kế hoạch chiến lược lớn hơn của Moscow. Tuy nhiên, cuộc rút lui dường như khá cấp bách của Nga và con số tổn thất được báo cáo của quân đội Nga cho thấy việc rút quân này dường như không phải là tự nguyện. Trong khi đó, quân Nga vẫn đang tiếp tục bao vây Mariupol, nơi hơn 100.000 người vẫn được cho là đang bị mắc kẹt tại thành phố cảng miền nam Ukraine. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tuyên bố đã cố gắng nhưng không thể tiếp cận Mariupol để chuyển tới đây một đoàn xe nhân đạo. Các quan chức Chữ thập đỏ nói rằng họ sẽ thử lại. Odessa là thành phố cảng quan trọng, nằm trên bờ biển Đen và cũng là căn cứ chính cho hải quân Ukraine. Trong gần 40 ngày giao tranh, người dân Odessa phần lớn may mắn không phải chứng kiến thực tại ác liệt của cuộc giao tranh cho tới sáng sớm ngày 3 tháng 4. Ngày hôm ấy, tên lửa của Nga đã bắn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, nhiều khả năng là một kho chứa dầu của Odessa. Sau những tiếng nổ rung chuyển thành phố, người dân Odessa chứng kiến nhiều cột khói đen bốc lên bao trùm bầu trời. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đòn không kích và cho biết đã xóa sổ một nhà máy lọc dầu và ba kho dầu quanh Odessa. Những cơ sở này được dùng để tiếp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội Ukraine gần Mykolaiv, một thành phố cảng khác của Ukraine. Cùng ngày, Mykolaiv cũng trúng một số quả rocket. Thị trưởng thành phố cho biết với vị trí nằm giữa Odessa và bán đảo Crimea bị Nga sát nhập từ năm 2014, Mykolaiv đã bị bao vây kể từ đầu cuộc giao tranh nhưng vẫn chưa thất thủ. Về thiệt hại, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến thứ Bảy ngày 2 tháng 3, các lực lượng Ukraine đã xóa sổ 143 máy bay chiến đấu, tấn công và vận tải, 134 máy bay trực thăng, 631 xe tăng, 1.776 xe bọc thép, xe trực quân, 100 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần MLRS, 7 tàu thuyền, 1.236 phương tiện, 76 thùng nhiên liệu, 54 khẩu đội phòng không, 87 hệ thống máy bay không người lái, 24 bệ thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như là phương tiện bắc cầu và 4 hệ thống tên lửa Iskander di động, gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Nga. Tuy nhiên, ước tính của Bộ Quốc phòng Ukraine không thể được kiểm chứng một cách độc lập và các bên tham chiến thường có xu hướng tuyên bố những số liệu có lợi cho mình. Về tình hình đàm phán, ngày 3 tháng 4, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine. Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky khẳng định lập trường của Moscow liên quan đến tình trạng bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vẫn không thay đổi. Đăng trên tài khoản Telegram, ông Medinsky nêu rõ, dự thảo thỏa thuận chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Tôi xin nhắc lại, lập trường của Nga đối với Crimea và Donbass vẫn không thay đổi. Trước đó, ngày 2 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán của Nga với Ukraine không dễ dàng, song Moscow vẫn đang nỗ lực tiến hành.
Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cho biết Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine ở nước láng giềng Belarus, nhưng Kiev đã phản đối đề nghị này. Trong khi đó, đại diện phái đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong phát biểu trên truyền hình, ông David Arakhamia không đề cập tới thời gian hay là địa điểm. Theo quan chức này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga và Ukraine và dường như để xác nhận từ hai phía về việc họ sẵn sàng cho một cuộc gặp trong tương lai gần. Ông nói, chúng tôi nghĩ khá nhiều khả năng sẽ là ở Istanbul hoặc là Ankara. Trong khi đó, một nhà đàm phán của Ukraine cho biết, Nga đã đồng ý bằng lời các đề xuất chính của Kiev để sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 2 tháng 4, ông David Arakhamia, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng là thành viên phái đoàn đàm phán của Ukraine, cho hay các cuộc đàm phán giữa hai bên đang có những tín hiệu tích cực. Ông này cũng cho biết, dù chưa có xác nhận chính thức nào bằng văn bản, nhưng phía Nga đã nhất trí bằng lời nói. Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul diễn ra vào ngày 29 tháng 3. Sau khoảng 4 giờ đàm phán, phái đoàn đàm phán Nga đã trở về Moscow tối cùng ngày mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng tại Ukraine. Theo thỏa thuận đàm phán, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh. Trong thông báo trên Telegram, phó chánh văn phòng của phủ tổng thống Ukraine, ông Kirilo Timoshenko cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi tù binh ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Thông báo nêu rõ phía Nga đã trao trả 86 binh sĩ Ukraine, trong đó có 15 nữ binh sĩ. Về phản ứng của các bên, triển vọng tương lai của Ukraine từ cuộc điện đàm. Chỉ trong ngày 30 tháng 3, hàng loạt cuộc điện đàm của các nguyên thủ quốc gia đã được thực hiện, mà nội dung của chúng đều xoay quanh những căng thẳng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Chiến sự đã bước sang tuần thứ 6 và những hệ lụy của nó từ lâu đã vượt khỏi phạm vi biên giới của hai quốc gia ấy, để mỗi lúc một ảnh hưởng trầm trọng hơn tới các vấn đề kinh tế xã hội toàn cầu. Ngày 1 tháng 4, Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán hòa bình theo hình thức trực tuyến. Trước đó, mặc dù cuộc gặp trực tiếp giữa phái đoàn hai nước diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29 tháng 3, được người trong cuộc đánh giá là đã khép lại một cách có ý nghĩa, thì Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định rằng ông chưa thấy có dấu hiệu đột phá nào trong các phiên thảo luận, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp, Paris sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cách thức đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này, đồng thời ông nhấn mạnh cần có một cuộc đàm phán đúng nghĩa thực thụ và vì thế Nga và Ukraine cần phải tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước. Trong khi đó, theo Điện Kremlin ngày 30 tháng 3, thông qua điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí rằng các chuyên gia hai nước sẽ thảo luận về cách thức thanh toán khi mua khí đốt xuất khẩu của Nga bằng đồng rúp. Cùng ngày, một cuộc điện đàm khác giữa Thủ tướng Italia Mario Draghi với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kéo dài tới 1 giờ đồng hồ. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Italia cho biết cuộc điện đàm tập trung vào những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông Draghi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Draghi và Tổng thống Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch tại Ukraine ngày 24 tháng 2 và hai nhà lãnh đạo nhất trí giữ liên lạc. Về phần mình, Tổng thống Putin cũng thông báo cho nhà lãnh đạo Italia về một hệ thống thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp thay vì đồng euro hoặc đồng USD như thông thường do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Từ châu Phi, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh rằng sự cần thiết ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, khẳng định Ai Cập ủng hộ tất cả các nỗ lực để tiến tới giải pháp hòa bình. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa nhà lãnh đạo Ai Cập và Tổng thống Ukraine chỉ trong vòng 8 ngày. Trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, quan hệ kinh tế giữa Cairo và Kiev phát triển tích cực, trong đó Ai Cập nhập khẩu khoảng 30% lúa mì từ Ukraine. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống el-Sisi cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bày tỏ Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chính trị giữa Moscow và Kiev để chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời duy trì an ninh và ổn định quốc tế. Từ bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông thông báo, Washington sẽ viện trợ trực tiếp cho chính phủ Kiev 500 triệu USD.
Nhà Trắng nêu rõ, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những nỗ lực không ngừng của Mỹ cùng các đồng minh và đối tác nhằm xác định cách bổ sung năng lực để trợ giúp quân đội Ukraine bảo vệ đất nước. Ông Zelensky đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình sau cuộc nói chuyện điện thoại này: "Chúng tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm kéo dài một giờ. Chúng tôi chia sẻ những đánh giá về tình hình chiến trường và tại bàn đàm phán. Chúng tôi cũng thảo luận những hỗ trợ cụ thể để phòng thủ, một gói trừng phạt tăng cường mới, trợ giúp tài chính vĩ mô và viện trợ nhân đạo." Như vậy, có hai xu hướng được khắc họa rõ nét thông qua những nỗ lực kết nối từ cộng đồng quốc tế đến hai vị nguyên thủ của hai quốc gia đối địch đang lâm chiến. Thứ nhất là niềm mong mỏi chiến sự sớm chấm dứt, hòa bình và ổn định sớm được vãn hồi. Và thứ hai, ở chiều ngược lại, vẫn sẽ có những tác động gián tiếp từ bên ngoài được thực hiện nhằm tạo nên các điểm nhấn trên thực địa chiến trường, từ đó quyết định vị thế đàm phán cho những người trong cuộc. Ít nhất thì với những nỗ lực đối thoại đã được thực hiện, thì Đại tá Mikhail Mizinstev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, thông báo ngày 31 tháng 3, theo yêu cầu cá nhân của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin từ 10 giờ ở Moscow ngày 1 tháng 4, các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở lại hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporozhye với điểm trung gian tại Berdyansk. Đây là điều hiển nhiên là một tín hiệu tích cực khi nó giảm thiểu đáng kể nguy cơ xảy ra những thảm họa nhân đạo ở các vùng giao tranh. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các nước láng giềng của Ukraine nói riêng cũng như là châu Âu nói chung sẽ tiếp tục phải gánh chịu thêm những hậu quả nặng nề. Hiện tại thì đã có hơn 10 triệu người mất nhà cửa và hơn 4 triệu người đã phải rời khỏi đất nước. Cùng lúc, guồng máy kinh tế toàn cầu cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc giá dầu liên tục giữ ở trên ngưỡng 100 USD một thùng kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong khi đó, không chỉ khí đốt, sự thiếu hụt nguồn cung của những sản phẩm quan trọng như lúa mì hay là phân bón đến từ hai nhà cung cấp hàng đầu thế giới, chính là Ukraine và Nga, cũng đang tạo nên những nỗi ám ảnh về một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực bắt đầu đe dọa thế giới. Đến lúc này thì những lệnh trừng phạt vẫn liên tục được Mỹ, Anh, châu Âu cũng như toàn phương Tây nói chung áp đặt lên các định chế hay là cá nhân thuộc Liên bang Nga. Rõ ràng cùng với mọi yếu tố trên, các biện pháp cấm vận ấy sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hòa đàm bên cạnh các diễn biến quân sự. Nói một cách ngắn gọn, trong những cuộc thương thuyết Nga-Ukraine vẫn đang tồn tại những điểm mà cả hai phía chắc chắn đều chưa sẵn sàng nhượng bộ. Đơn cử như quy chế chính thức dành cho các vùng ly khai ở Donbass phía đông Ukraine. Kiev không chấp nhận từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình ở đây như Moscow đòi hỏi. Do đó, tranh luận vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và thậm chí diễn ra trong bế tắc cho đến khi diễn biến chiến sự đẩy một trong hai phía hoặc có thể cả hai đến giới hạn chịu đựng, tổn thất cuối cùng. Thủ tướng Hungary gọi ông Zelensky là đối thủ. Sau khi giành chiến thắng hôm 3 tháng 4, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã gọi Tổng thống Ukraine là một trong những đối thủ của ông trong chiến dịch tranh cử. "Chúng tôi sẽ ghi nhớ chiến thắng này cho đến cuối đời vì chúng tôi đã phải chiến đấu chống lại một số lượng lớn đối thủ", ông Orbán nói. Ông nhắc đến một số đối thủ chính trị bao gồm phe cánh tả Hungary, các quan chức ở Brussels, phương tiện truyền thông quốc tế và cả Tổng thống Ukraine. "Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều đối thủ cùng một lúc như vậy." Chiến dịch bầu cử của Hungary bị chi phối bởi cuộc tấn công của Moscow và Ukraine khiến mối quan hệ lâu dài của Thủ tướng Viktor Orbán với Moscow được chú ý, đặc biệt theo CNN. Hungary phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, do đó ông Orbán đã tránh né việc lên tiếng về hành động của Moscow làm phức tạp nỗ lực của Liên minh châu Âu, EU trong việc thể hiện một mặt trận thống nhất đối đầu với Nga. Kể từ khi Nga tấn công ở Ukraine, ông Orbán chủ yếu vận động tranh cử trên cơ sở ngăn chặn quân đội và vũ khí của Hungary tham gia vào cuộc xung đột. Ông ủng hộ hầu hết biện pháp trừng phạt của EU chống Nga nhưng từ chối tiến xa hơn và tự gọi mình là một nhà hòa bình trước cử tri. Về các lệnh trừng phạt, phương Tây sắp áp đặt gói trừng phạt thứ 5 lên Nga. Ngày 4 tháng 4, Đức, Ý vừa có các tuyên bố về khả năng phương Tây sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Đức cho biết phương Tây đang thảo luận và thống nhất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, sau khi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga có hành động thảm sát ở thành phố Bucha gần thủ đô Kiev, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người ủng hộ ông ấy sẽ chứng kiến hậu quả sau hành động của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christian Lambrecht đề nghị Liên minh châu Âu nên bàn về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói trên kênh truyền hình nhà nước Channel One: "Thế giới lớn hơn châu Âu rất nhiều và trên thực tế, Nga cũng lớn hơn châu Âu rất nhiều. Vì vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một cuộc đối thoại, bất kể người dân bên kia đại dương muốn gì." Trước đó, Điện Kremlin nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây tương đương với một cuộc tuyên chiến kinh tế và Moscow giờ sẽ hướng về phía đông đối với các đối tác như là Trung Quốc và Ấn Độ.
bị cắt đứt khỏi các nền kinh tế phương Tây, Nga đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế lớn nhất trong nhiều thập niên, trong khi giá cả đang tăng lên. Ông Putin nói rằng phương Tây không hiểu gì về Nga nếu họ cho rằng người Nga sẽ nhượng bộ các lệnh trừng phạt.